Một mùa hè nữa đã sắp đến rồi. Đây là khoảng thời gian mà các bạn nhỏ cần nạp lại năng lượng sau một năm học tập căng não. Vậy thì các bạn đã có dự định gì chưa? Giữa muôn vàn các khóa học ngắn hạn, dài hạn ngoài kia thì có một gợi ý dành cho các bạn, đó chính là Summer Fantasy của CV Center. Sau Summer Fantasy, các bạn sẽ tự lập, tự tin, cải thiện thể chất, tăng khả năng sáng tạo, bộc lộ tài năng. Vậy Summer Fantasy có gì mà giúp ích cho các bạn nhiều thế? Cùng nhau khám phá nha. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với Summer Camp 2023. Và đây là điểm đến của chúng ta. Như trong CB News anh đã có bật mí, đó là chúng ta sẽ di chuyển bằng một phương tiện rất bí mật. Vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá phương tiện đó là gì nha. Ok, đi thôi. Và phương tiện bí mật đó chính là Tan 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 Tan. Và đây là phương tiện bí mật mà anh muốn nói với các bạn sẽ được di chuyển bằng thuyền. Sau khi hoàn thành việc check-in, chào đón các bạn sẽ là một chiếc thuyền siêu xịn, ghế ngồi chất lượng cao, kèm theo đó là phong cảnh sông nước hữu tình. Điều khiến các bạn bị lôi cuốn đó chính là tận hưởng cảm giác những làn gió se lạnh mang theo hơi nước của dòng sông. Khác biệt hoàn toàn so với những phương tiện di chuyển khác, đi thuyền trên sông sẽ giúp bạn dễ dàng hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng khoảnh khắc lướt trên mặt nước. Đây còn là một trong những điểm nổi bật khi nhắc về miền Tây sông nước. Sau quãng đường di chuyển bằng thuyền khoảng 5 phút, chào đón các bạn sẽ là không gian xanh của khu vườn sinh thái Riverside Garden nằm ngay sông Hàm Luông thoáng mát, được bao phủ một mảng xanh rộng lớn bởi những hàng thùy dương chạy dọc theo bờ sông đang xen với những vườn cây trĩu quả. Đến đây bạn có thể tận hưởng không khí trong lành, hòa mình vào thiên nhiên, thưởng thức những món ngon đặc trưng của vùng miền Tây Nam Bộ và còn được tham gia các hoạt động gắn kết yêu thương và thư giãn. Không gian rộng rãi, thoáng mát, các món ăn sẽ được phục vụ ngay tại gian bếp của nhà hàng. Với thiết kế sân vườn sẽ đưa mọi người đến gần hơn với thiên nhiên. Đây là một cách để nhắc nhở tầm quan trọng của cây cỏ đối với cuộc sống của chúng ta và chúng ta phải biết trân trọng gìn giữ tài nguyên vô giá này. Sân cỏ xanh, sạch, mát mẻ là khu vực của sân chơi team building, nơi tổ chức các hoạt động dành cho các bạn như nhà nông vui vẻ, thời trang sinh thái, giải nhiệt mùa hè, đội tay khéo léo, đánh thức cảm xúc và những trò chơi dân gian. Cạnh khu vực sân chơi chính, các bạn sẽ được quan sát, được tự tay chăm sóc các bạn thú cưng như dê, thỏ, chuột hamster, được vuốt ve và cho những người bạn đáng yêu này dùng bữa. Tròi nghỉ sân vườn là kiến trúc ngôi nhà thu nhỏ nằm giữa một không gian xanh mát, là nơi cho các bạn nghỉ ngơi buổi trưa, nạp thêm năng lượng tại đây để chúng ta có thể chiến tiếp vào buổi chiều. Dành cho bạn nào yêu thích và muốn hòa mình vào thiên nhiên, chúng ta đã có sẵn một vườn rau với diện tích rộng lớn, đa dạng các loại rau sạch. Các bạn sẽ được trang bị dụng cụ làm vườn để có thể tự tay chăm sóc và thu hoạch các loại rau quả mà mình thích. Qua hoạt động trên, mỗi bạn đã có thêm cơ hội trải nghiệm thực tế, tiếp xúc với những công việc mới lạ mà các bạn chưa từng thực hiện. Điều này là minh chứng rõ rệt cho phương châm học tập thông qua trải nghiệm mà CB Centers luôn nỗ lực theo đuổi. Và hơn thế nữa, thông qua hoạt động này, CB Centers mong muốn thổi bùng lên trong tim các bạn nhỏ sự đồng cảm, thấu hiểu và chia sẻ với những vất vả của các bác nông dân. Để từ đây, các con thêm yêu quý những người lao động chân chính, biết trân trọng những thành quả mà các con được hưởng mỗi ngày. Với những điều tuyệt vời đó, đây hứa hẹn sẽ là một hè bùng nổ dành cho tất cả các bạn. Hãy chuẩn bị thể lực thật tốt, cũng như là sẵn sàng bước ra khỏi vùng thoải mái của bản thân để học tập những điều mới mẻ. Hẹn gặp lại các bạn tại Summer Fantasy 2023 của CB Centers.